Thái quân dặn dò, Tiểu Dương sẽ tuân theo. Hết chuyện rồi chứ gì? Hết chuyện rồi thì tôi về phòng nha. Thái quân, chúng tôi cũng xin cáo từ. Xin chào. Mũ Nương, em sao vậy? Không được khỏe à? Đâu có sao. Có phải vì Tiểu Dương gia không nè? Ê, em cảm thấy con người anh ra sao? Dì Nương, sợ cái gì chứ? Đây đâu có người ngoài đâu, chúng ta đều là đàn bà mà, sợ gì không nói chứ? Em cảm thấy con người của Tiểu Dương gia quá vô lễ, phách lối. Đâu có phải. Chị cảm thấy là con người của ảnh quá khôn lanh, cũng đẹp trai đó chứ bộ. Không mắc mới gì tới em. Chị nhận xét, anh rất là thích em đó. Dì Nương, đừng có nói giỡn nữa mà. Em làm gì mà quả hốc như vậy chứ? Chị nói chơi với em thôi mà. Lăng Dương gia mạnh chứ. Lão thần đã lâu không có thầm mộng. Cảm ơn Thái quân. Lần này tôi tới đây, cha tôi có một chuyện muốn thư lời cho Thái quân. Ồ, là chuyện gì vậy? Hai người tạm thời lui ra. Dạ. Đại Nương, con dẫn hai chị này về phòng nghỉ đi con. Dạ. Xin mời. Thời của tôi, Dương gia đã nhận được rồi chứ vậy? Đồ đạc đã đủ chưa? Thái quân, mời Thái quân tôi, đây có phải là Thái quân cần tới không? Đúng rồi, chính là thứ này. À, Thái quân à, thực ra Thái quân lấy đồ này có dùng cái gì hả? Đây là một loại thuốc áp phiền, có thể kích thích được cơ quan của con người. Ăn ít có thể trị bệnh và diệu đạo, lợi ích rất nhiều. Nhưng mà trong việc chế tạo thì khó khăn lắm. Vậy sao? Mai là Dương gia tài hùng thế mạnh, thu lượm mấy thứ này dĩ nhiên là dễ dàng hơn. Ủa, sao thiếu đi một món vậy? Thiếu món gì hả? Là hạt đỉnh hồng. Bộ thiếu một món hạt đỉnh hồng sao? Cha tôi, ông không nói cho tôi biết. Không lẽ Dương gia không tin nam con thế gia chúng tôi vậy? Thái quân nói như vậy là quá nặng lời rồi. Muốn đại sự sớm thành công, các người không thể keo kiết như vậy đâu. Cái này không phải là keo kiết. Có lẽ cha tôi cho rằng đây là một sự bảo đảm cũng không chừng. Nếu đợi khi thành sự, tôi tin rằng ông chắc chắn sẽ đưa hạt đỉnh hồng cho nam cùng thế gia. Vậy thì các người quá đa nghi rồi. Vậy thì chưa chắc. Thật ra chúng tôi chưa từng hỏi qua các người lấy thuốc này để làm cái gì. Nhưng mà đây là những gì chúng ta đã thỏa hiệp trước mà. Các người không thể hỏi tới mà. Tôi biết. Miễn là Thái quân đồng tâm hiệp lực với chúng tôi, để tới một ngày nào đó, tới chừng đó, cha tôi và nam cung thế gia của bà có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Muốn gì được này?
Hôm nay em còn khách, Tiểu Duyên gia thiệt là quá hùng láo với em. Hắn có lẽ có ý đồ không tốt với em. Từ nay em phải cẩn thận nha. Ở quán với em, tới ngày cũng bị người ta khi về. Tại sao em lại nói như vậy chứ? Có được bao nhiêu người như anh vậy? Qua hai ngày nữa sẽ là ngày luồng kiếm bách qua chồng. Có lúc anh đang nghĩ, anh thực ra anh không nên tôi, bởi vì anh đã mất đi tấm lòng hăng say. Nhưng mà cái pháp phái quê sơn của anh đâu có kém ai. Một người dùng kiếm muốn đạt tới lĩnh vực tối cao thì phải nhất định có lòng như nước tình. Nhưng anh đã mất đi tin tưởng. Nếu như anh không phải muốn gặp em, bằng giá nào anh cũng không tới. Ngọc Lan, sau ngày luồng kiếm, chuyện giữa em và anh chạy bay cao xa, em suy nghĩ kỹ chưa? Em, anh biết cuộc luồng kiếm này anh nhất định sẽ thua. Nhưng anh không thấy tiếc, nhưng anh chỉ mong hai chúng ta đi xa chừng nào tốt chừng đó, kiếm một nơi hoang vắng, sống một cuộc sống yên tĩnh. Như vậy anh đã thấy mãn nguyện rồi. Em, Ngọc Lan, em suy nghĩ kỹ đi. Anh sẽ chờ em. Chúng ta tới tỏ hồn đồng.
Thank you.